Tôn Quyền, người sáng lập ra nước Đông Ngô thời Tam Quốc. Ban đầu, ông được thừa hưởng quyền kiểm soát Giang Đông từ tay huynh trưởng Tôn Sách và giữ quyền cai trị vùng đất này trong một thời gian dài. Không thua kém gì hai nhà chính trị cùng thời là Tào Tháo và Lưu Bị, Tôn Quyền được đánh giá là một minh quân, biết dựa vào quần thần. Một mặt phòng thủ thành công trước cuộc tấn công của hai thế lực lớn là Ngụy và Thục, một mặt chỉnh đốn nội chính, khiến cho Đông Ngô trở thành trung tâm chính trị, kinh tế, văn hóa của phương Nam. Tuổi trẻ, Tam Quốc Chí đề cập rằng Tôn Quyền là hậu duệ đời thứ 22 của Tôn Vũ, một nhà quân sự kiệt xuất vào thời Xuân Thu và là tác giả của cuốn Binh Pháp Tôn Tử. Tôn Quyền chào đời vào năm 182 đời vua Linh Đế nhà Hán, khi đó Tôn Kiên vẫn là một quan chức cấp thấp. Cho đến năm 184, khởi nghĩa Khăn Vàng và gian thần Đồng Trác nổi lên, Tôn Kiên lập được nhiều chiến công. Từ đó tên tuổi mới bắt đầu được các chư hầu chú ý đến và trở nên nổi tiếng khắp Giang Đông. Trong những lần đi chinh phạt, Tôn Kiên đưa gia đình về Thọ Xuân, và khi Tôn Sách gặp Chu Du, ông quyết định đưa mẹ là Ngô Phu Nhân và các em về huyện Thư, quê nhà của Chu Du. Từ đó, nhà họ Tôn kết mối giao hảo với Chu Du. Sau khi Tôn Kiên chết vào năm 191, một thời gian sau Tôn Sách rời bỏ thế lực Viên Thuật, cùng Chu Du dẫn quân đến Giang Nam lập nghiệp và nhanh chóng bình định được các thế lực trong vùng. Đến năm 199, Tôn Sách gần như đã làm chủ được toàn bộ vùng Giang Đông. Lúc đó, Tôn Quyền đã 17 tuổi, được biết đến là người thông minh và khéo léo, thích kết giao bằng hữu. Ông đã kết giao với Chu Nhiên và Chu Thái trong thời trẻ của mình. Những người này về sau đều đã trở thành trọng thần của chính quyền Đông Ngô. Nghe nói như vậy, Tôn Sách cũng rất ấn tượng với người em trai này, nên sớm bổ nhiệm Tôn Quyền làm giáo uy và cho đi theo chinh phạt Lư Giang và Dự Chương. Mục đích để Tôn Quyền sớm quen với người của mình và muốn chuyển họ cho Tôn Quyền quản lý trong tương lai. Khi đó, Tào Tháo ở Hứa Xương thấy thế lực Tôn Sách ngày càng lớn mạnh, bèn tìm cách lấy lòng Tôn Sách, viết chiếu mời Tôn Quyền cùng em trai Tôn Dực đến làm quan ở Hứa Xương, nhưng Tôn Quyền biết được mưu đồ của Tào Tháo nên từ chối. Kế nhiệm Tôn Sách. Trong những lần dẫn quân đi chiếm lĩnh các quận ở Giang Đông, Tôn Sách thường cho giết những thái thú ở đó. Năm 200, Tôn Sách nhân lúc Viên Thiệu và Tào Tháo tranh đấu, dự định dẫn quân đánh vào thủ phủ Hứa Xương. Tuy nhiên, chưa kịp thực hiện kế hoạch thì ông đã bị ba bộ hạ cũ của thái thú Ngô Quận là Hứa Cống ám hại, vết thương rất nặng. Lúc sắp ra đi, ông nhận thức được rằng con trai mình vẫn còn quá nhỏ để kế vị, vì thế ông giao lại quyền hành cho người em mới 18 tuổi là Tôn Quyền. Vậy là sau khi Tôn Sách qua đời, Tôn Quyền lên thay anh trai cai quản Giang Đông. Nghe Tôn Quyền nối nghiệp, nhiều thuộc hạ nghĩ rằng ông còn quá nhỏ để kế thừa đại nghiệp và muốn rời đi. Đặc biệt là Lý Túc, người nắm giữ Lư Giang đã về hàng Tào Tháo, nhưng ít lâu sau đã bị Tôn Quyền cử quân đến lấy lại. Riêng hai vị đại thần Trương Chiêu và Chu Du, họ nhìn ra được tố chất của vị chủ công trẻ tuổi và quyết định tiếp tục ở lại phục vụ cho Tôn Quyền. Là người thông minh và khéo léo, Tôn Quyền biết mình vừa nối nghiệp nên chưa dám tự ý quyết định những công việc lớn. Ông kính cẩn vâng theo những lời giáo huấn của mẫu thân là Ngô Thị và cũng rất tin tưởng Trương Chiêu và Trương Hoành về mặt chính trị và Chu Du, Trình Phổ về các vấn đề quân sự. Bên cạnh đó, Tôn Quyền cũng tìm kiếm những người trẻ tuổi có tài làm cố vấn cho mình. Trong thời gian đó, ông đã kết giao cùng Lỗ Túc và Gia Cát Cẩn. Hai người này cũng đóng vai trò quan trọng trong chính quyền về sau. Thêm vào đó, Lục Tốn, Cố Ung và Chu Hoàn cũng trở thành những người dưới quyền ông. Những năm đầu cầm quyền, Tôn Quyền chủ yếu quan tâm đến việc bảo vệ lãnh thổ trước sự nhòm ngó của các kẻ thù tiềm năng. Mặt khác, ông cũng dần tìm cách quấy rối và làm suy yếu cấp dưới của Lưu Biểu là Hoàng Tổ, vì Cớ Tổ là người đã giết hại cha ông trong chiến trận. Năm 208, sau nhiều lần làm suy yếu đối thủ, Tôn Quyền phát động trận Giang Hà, lấy Chu Du làm tổng đốc, thống lĩnh chư tướng. Quân đội Hoàng Tổ thấy quân của Tôn Quyền tiến đến, vội vàng cử tướng thủy binh Trần Cử dẫn quân đánh trả. Lã Mông dẫn quân tiên phong ra trận, tự mình chặt đầu Trần Cử, bắt tàu và binh lính của họ, đánh tan quân đội Trần Cử. Quân đội Đông Ngô tiến lên bằng cả hai đường thủy bộ. Lăng Thống theo lệnh Tôn Quyền dẫn đầu với áo giáp nhẹ và tấn công Giang Hạ và những nơi khác. Hoàng Tổ biết thế đã thua, một mình chạy trốn nhưng bị một kỵ binh trong quân đội của Tôn Quyền giết. Trong trận chiến này, Tôn Quyền đã thành công chiếm được khu vực phía nam của quận Giang Hạ. Đại chiến Xích Bích và cuộc chiến tranh chống Ngụy, Thục. Cuối năm 208, sau khi Lưu Biểu chết, nội bộ Kinh Châu nổ ra tranh chấp ngôi vị giữa trưởng công tử Lưu Kỳ và con thứ Lưu Tông. Cuối cùng, Lưu Tông lên kế vị và Lưu Kỳ cảm thấy không hài lòng nên khởi binh đối đầu với Lưu Tông. Lưu Tông lúc này lo sợ sẽ phải đối phó với cả Tào Tháo và Lưu Kỳ trên cả hai mặt trận nên đã đầu hàng Tào Tháo.
Lưu Bị, người đang nương nhờ Lưu Biểu, không muốn đầu hàng Tào Tháo, bèn chạy về phía nam. Tháo đem quân thảo phạt và đè bẹp quân Lưu, nhưng Lưu Bị chạy thoát, trốn đến hội quân với Lưu Kỳ ở Hà Khẩu. Tào Tháo chiếm được Kinh Châu, tiến đến mục tiêu thống nhất Trung Quốc. Tôn Quyền thấy rõ giá tâm của Tào Tháo, ông liền cử Đỗ Túc đến lập liên minh với Lưu Bị và Lưu Kỳ để cùng chống Tào. Thế lực Lưu Bị lúc này mảnh đất làm căn cứ cũng chưa có, không thể nào chống lại quân Tào. Sau khi cân nhắc, Lưu Bị đồng ý liên minh và phái ra Cát Lượng đến Giang Đông gặp Tôn Quyền. Tào Tháo được tin, viết thư cho Tôn Quyền với lời lẽ đe dọa, phô trương thực lực của mình, ước tính khoảng 22 vạn quân, dù Tháo phao lên là 80 vạn trong khi Tôn Quyền chỉ có 3 vạn và Lưu Bị có 1 vạn. Nhiều gia thần bao gồm Trương Chiêu biết được nội dung bức thư đã chủ trương đầu hàng Tào Tháo. Mặc vậy, Tôn Quyền đã từ chối theo lời khuyên của Chu Du và Lỗ Túc. Song ông cùng Lỗ Túc, Chu Du và Gia Cát Lượng bí mật bàn bạc, quyết định lợi dụng điểm yếu quân Tào không quen thủy chiến, dùng chiến thuật hỏa công. Cuối cùng, liên quân Tôn Lưu đánh cho Tào Tháo đại bại trong trận Xích Bích. Sau trận chiến này, Tôn Quyền thấy thế lực Tào Tháo đã suy yếu, bèn chủ trương rời kinh đô từ Sải Tang đến Mặt Lăng, dùng đá tảng xây thành và đổi tên thành Kiến Nghiệp. Trị sở mới này giúp ông cai quản tốt hơn vùng hạ lưu Trường Giang và thuận tiện cho việc liên lạc với các tướng lĩnh đóng ở các nơi. Ông cũng cho xây pháo đài tại Nhu Tu theo kế của Lã Mông để ngăn chặn sự tấn công từ Tào Tháo. Vào tháng Giêng năm Kiến An thứ 18, nhà Hán nhằm phá căn cứ tại Nhu Tu, Tào Tháo thân dẫn 40 vạn đại quân tấn công nơi này. Đồng minh Lưu Bị khi đó đang đánh Ích Châu cũng không đến cứu. Cuối cùng, một mình quân đội Tôn Quyền với quân số 7 vạn phải chống lại 40 vạn quân Tào. Với quân số áp đảo, trại Giang Tây nhanh chóng bị chọc thủng bởi quân công Tôn Dương. Sau đó, Tào Tháo điều khiển tàu tấn công quân Tôn Quyền trên đảo vào ban đêm. Tôn Quyền đoán được ý đồ của Tào Tháo nên đã có sự chuẩn bị, đích thân dẫn quân phản công, xua thủy quân bao vây Tào Tháo. Hàng vạn quân Tào chết chìm trong trận, hơn 3.000 quân địch bị Tôn Quyền bắt sống. Tôn Quyền thừa thắng đuổi theo, nhiều lần khiêu khích Tào Tháo, nhưng Tào Tháo đang thất thế, không dám tấn công. Thấy Tào Tháo không thể cầm cự, Tôn Quyền đích thân điều một chiến thuyền từ Nhu Tu khẩu tiến vào vị trí đóng quân của Tào Tháo để xem chiến sự. Thấy Tôn Quyền, Tào Tháo đã ra lệnh cho thuộc hạ của mình rút tên xuống và bắn một cách ngẫu nhiên. Thân tàu của Tôn Quyền ghim đầy tên và sắp lật úp. Tôn Quyền bình tĩnh trở về trại. Tào Tháo nhìn thấy lòng dũng cảm của Tôn Quyền đã khen ngợi, sinh con phải như Tôn Trọng Mưu. Lúc này, đã hơn một tháng trôi qua kể từ khi trận chiến nổ ra, Tào Tháo vẫn không thể đánh bại Tôn Quyền, cũng như không thể chinh phục Nhu Tu khẩu kiên cố. Trong khi đó, Giang Nam sắp bước sang mùa mưa, càng khiến việc lưu lại Đông Ngô thêm phần khó nhọc. Nhận ra điều này, Tôn Quyền đã viết thư cho Tào Tháo nói, mùa mưa đã về, ngươi hãy mau rút quân. Thậm chí, Quyền còn có dòng tái bút đầy uy hiếp, ngươi không chết, ta không được yên lòng. Sau khi Tào Tháo nhận được thư, nói với các chư tướng rằng Tôn Quyền sẽ không lừa ta, và lập tức hạ lệnh rút quân quay trở về Nghiệp Thành. Năm 214, sau khi Lưu Bị chinh phạt được Ích Châu, Tôn Quyền cho rằng giờ ông ta đã có đủ nguồn lương thực để cung cấp cho quân đội, nên cử Lỗ Túc làm sứ thần sang đòi lại Kinh Châu, nhưng Lưu Bị từ chối. Tôn Quyền nghe báo liền tức giận, cử Lã Mông và Lăng Thống dẫn 2 vạn quân đánh vào Nam Kinh Châu, họ bao vây Trường Sa, Quế Dương và Linh Lăng. Được tin, Lưu Bị đích thân tới công an chủ trì cuộc chiến. Tuy nhiên, khi ở Hứa Xương nhận được tin về cuộc chiến, Tào Tháo tìm cách tấn công Hán Trung, buộc Lưu Bị phải tìm cách ký hiệp ước hòa bình với Tôn Quyền để phòng ngừa việc Tào Tháo chiếm giữ Hán Trung. Lưu Bị yêu cầu Tôn Quyền trả lại Linh Lăng cho mình. Đổi lại, Lưu Bị cắt Trường Sa và Quế Dương cho Tôn Quyền, lấy sông Tương làm ranh giới. Tháng 8 năm 214, Tôn Quyền thấy Tào Tháo đang giao chiến với Mã Siêu ở mặt Tây, bèn dẫn 16 vạn quân tiến đến Lục Khẩu, chuẩn bị đánh Hợp Phì. Tướng trấn giữ Hợp Phì là Trương Liêu cho rằng quân của Tôn Quyền thế nào cũng đánh ngã Môn, muốn cho quân tập kích ở đó. Lúc quân Tôn Quyền đến, Trương Liêu sợ thời cơ trôi qua bèn tuyển vội 800 quân, cưỡi ngựa đi đầu xông vào trận địch, chém chết 2 viên tướng của Tôn Quyền, rồi rút lui để nhờ. Quân Ngô mắc mưu đuổi theo, qua cầu Tiêu Diêu, quân Ngô bị mai phục, còn cầu đã bị cắt đôi. Trong tình thế nguy cấp, may nhờ viên nhà tướng chỉ mẹo nên Tôn Quyền cố gắng thúc ngựa bay qua cầu, quân Ngô thiệt hại nặng, phải rút lui. Năm 216, Lỗ Túc chết, chức đại đô đốc Đông Ngô rơi vào tay Lã Mông. Năm 217, Tào Tháo lại đánh Nhu Tu lần nữa. Tôn Quyền đích thân dẫn 7 vạn quân tới cố thủ Thanh Trì, mặc dù quyền chỉ huy quân đội thực tế thuộc về Lã Mông. Sau nhiều tuần giao tranh,
quân Lã Mông giữ vững thành trì và mưa mùa xuân lại đến, Tào Tháo phải rút lui. Song, đó không phải là chiến thắng quyết định. Hầu hết quân Tào Tháo vẫn còn và còn có lực lượng lớn của Hà Hầu Đôn đóng ở mặt bắc của Tôn Quyền. Điều này dẫn đến thế bế tắc, vì khi Tôn Quyền giữ quân ở Nhu Tu, Hạ Hầu Đôn không thể tiến quân đánh xuống phía nam. Nhưng sau khi Tôn Quyền rời khỏi Nhu Tu, Hạ Hầu Đôn sẽ lập tức gây chiến. Tôn Quyền nhận thấy dùng binh không thuận lợi và cũng phải đề phòng quân Lưu Bị, vì thế dùng đến biện pháp ngoại giao. Năm 217, Tôn Quyền kết minh với Tào Tháo, công nhận Tháo là người đại diện hợp pháp của triều đình Hán, về danh nghĩa là Tôn Quyền đã hàng Tào. Đáp lại, Tào Tháo cũng đồng ý cho Tôn Quyền giữ lại hầu hết các tước hiệu tự xưng khi trước và có toàn quyền cai quản vùng Giang Đông. Năm 219, Quan Vũ Bắc Phạt tấn công Phàn Thành, giành chiến thắng trước quân của Tào Nhân. Tình hình nghiêm trọng đến nỗi Tào Tháo muốn bỏ quốc đô Hứa Xương chạy về phía Bắc. Tuy nhiên, Tôn Quyền bực mình vì những hành động khiêu khích của Quan Vũ trước đó. Nắm lấy cơ hội này, ông sai Lã Mông cất quân dùng ghế áo trắng sang sông mà đánh vào Kinh Châu. Hai tướng Mi Phương và Phó Sĩ Nhân bất bình với Quan Vũ, bèn dâng Giang Lăng và Thành Công An cho Tôn Quyền. Quan Vũ hạ lệnh giải vây Phàn Thành rút lui về Kinh Châu mới biết Giang Lăng và Công An đã mất, phải chạy về Mạch Thành. Tháng Chạp năm 219, Tôn Quyền sai người dụ hàng Quan Vũ nhưng không thành. Cuối cùng Quan Vũ bị tướng Ngô là Chu Nhiên và Phan Trương bắt giết. Từ đó Đông Ngô khống chế toàn bộ phía nam sông Trường Giang, gồm Kinh Châu và Dương Châu. Năm 220, Tào Tháo qua đời, Tào Phi buộc hiến đế thiện vị cho mình, kết thúc 400 năm của nhà Hán và lập ra Tào Ngụy. Tôn Quyền khi đó không ngay lập tức quyết định xưng thần với Ngụy hoặc là chống lại Ngụy, mà chờ một thời gian để xem xét tình thế. Ngược lại, không như Tôn Quyền, đầu năm 221, Lưu Bị xưng là hoàng đế, lập ra nhà Thục Hán để kế tục nhà Hán. Ngay lập tức, Lưu Bị điều quân tấn công Tôn Quyền để trả thù cho Quan Vũ. Sau những nỗ lực cầu hòa không được Lưu Bị đáp lại, lo sợ Ngô sẽ bị tấn công từ hai phía, Tôn Quyền quyết định xưng thần với Tào Ngụy. Lúc này, cố vấn của Tào Phi là Lưu Diệt đã nhìn ra thế khó của Ngô. Ông khuyên Tào Phi cử quân tấn công Tôn Quyền từ phía Bắc, rồi cùng Thục phân chia lãnh thổ. Sau đó nhân khi Thục diệt Ngô đâm ra mệt mỏi liền tiến công bất ngờ mà diệt Thục. Nhiều sử gia coi lựa chọn của Tào Phi sẽ là quyết định định mệnh để Ngụy có thể thống nhất Trung Quốc. Nhưng Tào Phi không theo lời của Lưu Diệt. Ngày 23 tháng 9 năm 221 đã tấn phong cho Tôn Quyền là Ngô Vương và ra phong cho Cửu Tích. Năm 222, trong trận Di Lăng, đại đô đốc của Tôn Quyền là Lục Tốn đại phá quân của Lưu Bị, chấm dứt cuộc xâm lược của Thục. Nước Thục về sau không còn là mối đe dọa đối với Tôn Quyền nữa. Cuối năm này, khi Tào Phi lệnh cho Tôn Quyền gửi thái tử Tôn Đăng đến Ngụy Đô Lạc Dương làm con tin để bày tỏ lòng trung thành, tuy nhiên Tôn Quyền lại từ chối và tuyên bố độc lập. Tức giận, Tào Phi xuất quân đánh Ngô Quốc, nhưng quân Ngụy nhiều lần bị quân Ngô đánh bại. Cuối cùng sau thất bại trước Ngô, hai vị hoàng đế đầu tiên của hai nước Thục và Ngụy lần lượt qua đời. Ngày 23 tháng 6 năm 229, Tôn Quyền quyết định xưng đế, sử gọi là Ngô Đại Đế. Chính quyền Tôn Quyền sau khi xưng đế. Đầu thời Tôn Quyền, chính quyền Ngô vẫn hoạt động hiệu quả, vì ông biết nghe những lời can gián, biết trọng dụng những người tài năng và cũng biết dùng người vào đúng việc. Tuy nhiên, sau khi xưng đế, tính khí của Tôn Quyền thay đổi, trở nên bảo thủ cố chấp, dẫn tới những hành động sai lầm nghiêm trọng. Tiêu biểu là vào năm 230, Tôn Quyền gửi các tướng vệ Ôn và Gia Cát Trực đem một vạn thủy quân đến Biển Đông để thăm dò các đảo ở Nghi Châu, Đam Châu, rồi chinh phạt các đảo này, nhưng gặp sự can ngăn của Lục Tốn. Cuối cùng, hải quân không thể đến được Đam Châu mà chỉ dừng lại ở Nghi Châu và triệt về năm 231 sau khi bắt được mấy nghìn người bản địa, nhưng tới 80-90% quân Ngô bị chết vì bệnh tật. Thay vì nhận sai lầm, Tôn Quyền lại xử tử vệ Ôn và Gia Cát Trực. Năm 233, Tôn Quyền có một hành động sai lầm khác, khi tướng Lưu Đông của nước Tào Ngụy là Công Tôn Uyên sai sứ đến Đông Ngô xin kết giao. Tôn Quyền mừng rỡ, định sai đặc sứ đến Lưu Đông phong Công Tôn Uyên làm Yên Vương, hy vọng cùng giáp công đánh Ngụy. Trước một việc quan trọng, Tôn Quyền sai người đến triệu kiến Trương Chiêu vào triều để hỏi ý kiến. Trương Chiêu hết sức can ngăn, cho rằng Công Tôn Uyên sẽ trở mặt không theo, khiến thiên hạ chê cười Đông Ngô. Mặc vậy, Tôn Quyền vẫn sai Hứa Yển và Trương Di mang một vạn quân đi đường biển đến Liêu Đông phong Công Tôn Uyên làm Yên Vương. Quả nhiên sau đó Công Tôn Uyên đổi ý, giết chết Hứa Yển và Trương Di, thu luôn một vạn người của Đông Ngô làm thuộc hạ. Tôn Quyền nghe tin rất xấu hổ, bèn sai người đến nhà Trương Chiêu tạ lỗi. Đến năm 238, Tôn Quyền tuổi già càng lú lẫn,
triều chính dần rơi vào hỗn loạn. Sùng Tín Lã Nhất mà giao phó chính quyền. Lã Nhất tính tình tàn nhẫn, chấp pháp một cách nghiêm khắc và khốc liệt. Thái tử Tôn Đăng nhiều lần can ngăn về việc này, Tôn Quyền đều không nghe, đại thần các nơi cũng không ai dám can gián. Cùng năm, Lã Nhất bị trị tội gian tà và xử tử, Tôn Quyền lúc này mới thừa nhận sai lầm và viết thư cho Gia Cát Cẩn, Bộ Chất, Chu Nhiên, tự mình nhận lỗi lầm trong mấy năm gần đây và đề nghị họ thẳng thắn can gián bất cứ khi nào thấy chủ công phạm phải sai lầm. Cuối năm 241, Thái tử Tôn Đăng chết ở tuổi 33, trong triều xảy ra việc tranh chấp ngôi thái tử giữa Tôn Hòa và Tôn Bá. Tôn Quyền không bằng lòng với thái tử Tôn Hòa, muốn phế bỏ Lật Tôn Bá. Lục Tốn, một đại thần có uy tín và danh vọng rất lớn, vốn cùng phe với thái tử Hòa, vội dâng thư về triều cật lực khuyên Tôn Quyền không nên bỏ Trường Lật Thứ. Lời lẽ Lục Tốn quá mạnh mẽ khiến Tôn Quyền tức giận, nghi ngờ Lục Tốn và thái tử sớm đã ngầm cấu kết, nên sai sứ đến Vũ Xương nhiều lần trách mắng đay nghiến Lục Tốn, cuối cùng khiến Lục Tốn lo buồn mà chết. Năm 250, vì chán nản với việc Tôn Bá luôn tìm cớ hãm hại Tôn Hòa, Tôn Quyền đã có một hành động hết sức bất ngờ. Ông buộc Tôn Bá phải tự tử, cùng lúc phế truất Tôn Hòa người vốn không có lỗi gì, và sau đó lập ấu tử mới 8 tuổi Tôn Lượng làm thái tử thế cho Tôn Hòa. Năm 252, Tôn Quyền lâm bệnh qua đời ở tuổi 70 theo cách tính tuổi truyền thống của phương Đông, và Tôn Lượng lên kế ngôi. Tôn Quyền được an táng tại một lăng mộ đặt tại Tử Kim Sơn, ngày nay là Nam Kinh. Nhận định, Tôn Quyền được đánh giá là một chính trị gia và nhà chiến lược tài ba của nước Ngô trong thời Tam Quốc. Mặc dù tuổi đời kém hơn Tào Tháo và Lưu Bị, nhưng ông có thể cùng họ tranh thiên hạ, nắm giữ được miền Giang Đông mà lập nên nghiệp chân vạc. Tuy nhiên, sau khi xưng đế, Tôn Quyền có những việc làm khiến cho nhiều đại thần phản đối và dần xa lánh. Những sai lầm liên tiếp của ông đã tạo thành mối họa cho Đông Ngô. Sau khi ông qua đời, thế nước nhanh chóng suy yếu và dễ dàng bị nhà Tấn tiêu diệt vào năm 280.